À, xin chào các bác nhé. trước à, mắt các bác đây là ba con, uh, con fx rời, ba con fx rời đến từ hai thương hiệu rất là nổi tiếng, nhé. một là thương hiệu uh, electronic mà elix con này uh, năm trước em có vài con, uh, những con năm trước em bán là toàn trên 3 triệu rồi và tất cả những anh em khác bạn cũng thế. con này cũng rất đẹp các bác nhé, đẹp, Đấy, à, nhưng mà về không may nó bị gãy một cái tai này các bác này. Cái tai này nó làm hợp kim thì nó giòn, nó dễ vỡ Nó dễ gãy, đấy không may nó dễ gãy một cái tai này các bác nhé Đấy tai này còn, tai này là tai rời Các bác có thể tháo cái này ra và các bác uh, chế cái tai khác vào ok Đấy bình thường những con này là Đây, có 100 cái chế độ effect rồi các bác nhé uh, Tiếng rất là hay luôn uh, Bình thường những con này giá thì trên thị trường gần 3 triệu 50 nghìn con thôi Con này của em gãy mỗi tay tai này em hôm nay em sẽ xả hàng cho các bác 2 triệu 200 nghìn 2 triệu 200 nghìn con... Uh, M1 này các bác nhé TC Electric M1 Đấy các bác có thể lên Youtube hoặc Google Các bác tham khảo cái con này qua Đấy, Rất là ok luôn Và không phải là lúc nào các bác có tiền các bác cũng mua được con này nhé Đấy tại vì mua hàng mới Thì các bác phải mua ở ebay mua ở bên nước ngoài cơ, Thì nhiều bác cũng chả biết mua như nào Đấy còn hàng bãi thì có khi là cả năm nó mới có một con Rất nhiều bác hỏi nhưng hỏi không đúng lúc Thì ông cũng chả có hàng mà Các anh em khác cũng không có và hai con bên trên này em sẽ bán đồng giá là một triệu tám toàn là những cái con hàng hiếm các bác nhé đấy con uh, con bên trên này là con mã là DSP 1000 con bên dưới này mã là DSP 2024P em bán đồng giá một triệu tám trăm nghìn toàn là những cái con FX rời rất là có tên tuổi của hãng Benger các bác nhé thương hiệu đến từ Đức Benger các bác này một triệu tám trăm con bên dưới này là nó bị đời nó cao hơn một chút đời nó cao hơn một chút nhưng mà nó bị mất một cái volume này các bác mất cái núm nhựa đấy nhé Đấy nó có cái núm tròn tròn như này này Nhưng mà này, em làm rơi mất rồi Các bác lấy tay quay bình thường Hoặc là các bác về các bác có thể chế cái volume khác vào đây Em bán đồng giá hai con này 1 triệu 800 nghìn Đấy bán hôm nay bán gọi là xả hàng giá sập sàn cho các bác chơi luôn Hàng thì rất là đẹp các bác nhá Hàng rất là đẹp Zin hết Đấy hoạt động hoàn hảo ngon lành Uh, FX rời hôm nay là có ba con này thôi các bác nhá Đấy, bác nào mà có nhu cầu con nào thì liên hệ với số điện thoại 0967851866 và mua lần đầu ở bên em thì uh, vui lòng cọc cho em 1 200.000đ em ship các bác nhé Rồi xin chào các bác.